Ok, team này hình như mình gặp một lần rồi hay sao đó. Con Indy này chắc chắn là sẽ có cái quả rồi. Chắc chắn là sẽ có Expanding Force ở con Amarus. Tyranita và con Murkrow sẽ đi đầu này. Nhưng mà nó có expand, nó có cái môi trường siêu linh thì con này vào cũng không giải quyết được cái gì cả. Ngoài Tailwind, mình vẫn tạo Tailwind được. Mình sẽ cần con này để đấm con chuột và con này để bong, đánh con bong. Không gambit con Amaru nhá, cái con trận này có chuột cho nên là mình sẽ phải để con khỉ lại để nó đánh chuột. Nhưng mà khả năng con chuột lại ra đâu ấy chứ. Ok, đúng là cái clip mà tôi dự đoán. Cho nên tôi mang hai con hệ bóng tối ra để cho nó khỏi với Expanding Force. Rất thoải mái đi bạn, tôi không tiếc gì đâu. Mình có nên Terastallize con này không? Mình không nên Terastallize con này. Để dành tí nữa Gatron Terastallize nó dễ xử lý được con mèo. Rock Slide cũng được đi. Và Tailwind. Indy boost special defense. Thật ra nó boost thì nó chống rất nhiều kèo khác, nó không cần thiết là phải đúng team của tôi. Nó gặp xui, nó gặp cái team chuyên vật lý thì nó không làm được gì lắm thôi. À, hệ nước. Terra kỳ lạ hề. Bạn Terra lạ ghê nha. Miss con đi. Đừng bảo miss nốt con còn lại nhá. Blink đi bạn. Weak Armor không? Weak Armor rồi. Nó Terra lên là để nó sợ cái crunch đấy. Nhưng mà bị fling rồi. Nó sợ cái crunch của tôi. Nhưng mà quả này khả năng là mình chậm hơn nó. Mình có bị ăn vắt helping hand Terra Blast vào mặt không? Có đấy nhở. Protect pha đi. Hay này thì Weak Armor này. Thật ra nó thế chứ Weak Armor mà nó ăn một quả Rock Slide nữa thì nó đang bị giảm thủ, nó cũng chết. Terra Blast lại chết. Terra Blast còn chim mới sợ ấy. Cứ ăn bao cát cấu đi nhá. Bây giờ sẽ là một quả Rock Slide vào đây và tiếp tục là Foul Play vào đây nữa. Là chắc chắn sẽ đi con Amaru. Ôi giời, Protect quả này tôi biết rồi bạn ơi. Thật ra tôi không biết đâu. Flick. Ui, quá là dễ. Này đi. Đội bạn lại cay quá. Quả này anh em, những anh nào hết tơ lại bảo diễn viên. Vẫn còn sàn siêu linh nha. Vẫn còn sàn siêu linh cho nên là khả năng con này du ngủ nó hoàn toàn là bình thường. Để tôi xem cái sàn siêu linh này nó còn bao nhiêu lâu nào. Sàn siêu linh này còn 2 turn nữa. Mình cũng không thể nào mình store được cả 2 turn. Mình protect được turn nào hay turn đấy thôi vậy. Anh tối nay bắt ai tôi Odin này, thậm chí tôi không biết là tối nay ai đá cơ. Bút xe nhân phẩm luôn. Ok, cảm ơn bạn Hoàng Chiêng Nguyễn Anh với 49.000 quân nhá. Tại sao nó lại Helping Hand nhỉ? Nó Helping Hand con Among Us để làm gì? Gatron Protect rồi. Ừ, sao sao ông ngủ? Trời ơi. Con chim có gì đặc biệt không mà ông cho nó vào team thế? Ông thấy nãy giờ con chim tôi làm được nhiều thứ không? Ý là con quạ của tôi nó làm được nhiều thứ không? Nó có thể Tailwind tăng tốc cho team này. Nó có thể là ton đối thủ. Nhưng thật ra đang ở trên sàn này thì không ton được. Rock Slide là chết con Indy. Hoặc là tôi có thể crunch luôn. Rock Slide thì khả năng con kia nó bị fling. Còn Tailwind không ta? Hết Tailwind rồi. Tên này tạo Tailwind là đẹp. Tên này Tailwind lên lại là đẹp. Chim không bị sàn, nhưng mà cái sàn này là nó bảo vệ những con đứng dưới đất khỏi chiêu ưu tiên. Tức là nó tác động lên những con đứng dưới đất, nó miễn nhiễm về chiêu ưu tiên. Chứ không phải là nó tác động vào con chim không dùng được chiêu ưu tiên. Hờ Linh. Nó cay cú thì thôi rồi luôn. Rồi bây giờ tôi to được rồi anh em ạ. Nó lại cáu thì thôi rồi luôn. Lại Gatron tiếp này. Lại Gatron và con Terastallize tiếp này. Nào Gatron tiếp. Block tiếp. Buồn cười quá rồi. Này nhá, như thế này mà thua thì nhục lắm đấy. Như thế này mà tôi thua trận này là tôi siêu nhục luôn đấy. Có lẽ ông lại Tyranita, ông cho lên. Tôi buồn cười quá. Nhất quyết không protect à? Nhất quyết không protect thì bị ăn cắn chết. Tao nhịn mày nãy giờ lâu lắm rồi nhá. Tao nó khỏi rút về. Nếu mà nó rút về nó ra lại lần nữa, nó tại tao lại cái là sàn siêu linh thì hơi bị phiền. Ôi, đau đau, bình tĩnh nào. Để xem con tiếp theo nó là con gì. Mình có thể để mặc kệ cái con cú, cái con nấm này ở đây cũng được. Thì nữa mình cho Gatron ra tên ra hệ lửa. Winnis Policy rồi em ơi. Đau vẽ cái trường. Con gì đây? Mèo. Đúng mèo luôn. Mèo này khả năng là cũng không nhanh bằng tôi đâu. Tôi sẽ Brick Break vào em mèo này luôn nhá. Khỏi mặc kệ em cú luôn. Cho em cú đánh thoải mái luôn. Foul Play vào con này để phòng có sát. Nhầm em đấm nhỉ. Em cú nào đây? Cho em đấm chơi mình luôn. Một chặt vỡ đầu. Ôi, ông cho ông Gatron tiếp. Rồi. Anh dự đoán World Cup này ai vô địch? Anh dự đoán Nhật Bản vô địch đi. Hết ton. Hết Tailwind. Ôi, trời ơi, cần gì phải đến lượt Gatron mà anh em. Gatron không cần phải ra sân luôn, tôi vẫn còn lúc này. Thôi bye bye bạn. Cho trận đánh nó nhanh nhanh lên. Protect cũng được, không vấn đề gì hết. Cho bạn thêm một lượt nữa. Nhạc cháy nấy mà. Ôi, xong cái trận này em nghỉ là hợp lý lắm anh em ạ. Cái trận này mà nghỉ thì hợp lý rồi anh em ạ. Sau cái quả này anh em mình tốt nhất là không nên chơi tiếp, bởi vì là ông bà độ hết vào cái trận này rồi. Chơi tiếp là kiểu gì cũng chuỗi thua đấy. Chúng ta nên biết dừng đúng lúc anh em ạ.